Theo phản ánh của người dân, tình trạng một số điểm trên vỉa hè vừa thi công bị nứt, vỡ gạch, xi măng không kết dính. Ngoài lỗi kỹ thuật từ việc lát vỉa hè là do cả nguyên nhân khách quan, từ một số người dân đi xe máy qua lại những vị trí mới lát vỉa hè khi chưa đủ độ kết dính. Hiện đơn vị thi công đang sửa chữa lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Người dân địa phương đều đồng tình ủng hộ việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhà thầu. Trong khi dân phản ánh thì đội thi công đã và hoàn thành sửa chữa lại rất hoàn hảo. Rất tạo điều kiện để cho đơn vị sớm hoàn thành. Vừa rồi là có một chút là lỗi do đơn vị thi công nhưng mà đơn vị thi công đã sửa chữa lại rồi. Chúng tôi cũng quán triệt anh em đây là thi công xong thì có tuyên truyền với hộ dân. Đấy, để làm sao cho nó đảm bảo công trình và chúng tôi cam đoan là chúng tôi sẽ thi công theo đúng tiến độ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuyến đường được cải tạo nâng cấp có chiều dài trên 5,7 km, điểm đầu từ km 39 đến tuyến DT 261, điểm cuối tại km 5 cộng 762 trên tuyến DT 274, đi qua địa phận phường Đắc Sơn và hai xã Thành Công, Vạn Phái. Sau khi tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được những phản hồi, góp ý của quý vị khán giả về các nội dung đã được chúng tôi phản ánh. Quý vị có thể phản hồi trực tiếp trên fanpage TNTV Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên hoặc gửi về địa chỉ truyền hình thái nguyên@gmail.com.